xin chào mọi người nhé hiện tại bên em đang có hai khách hàng đặt hai khối pin lưu trữ 12V 280Ah pin line PO4 thì em sẽ quay chia sẻ với mọi người một cái video như thế này và chia sẻ cái phần báo giá luôn mọi người nhé ở đây là khối pin đã đóng hoàn thiện em có hai khách hàng đặt thì một khách là đặt lắp mạch thường này à, vẫn là khối 12V 280Ah ghép từ 4 cell mỗi cell là 3,2V 280Ah như thế này một cell này có trọng lượng là 5,5kg mọi người nhé khi mà chúng ta ghép 4 cell thì riêng cái bản thân lõi cell nó đã nặng lên tới 22 cân rồi. Cả thùng vỏ với cả mạch cầu đấu các thứ như thế này nữa thì tổng trọng lượng của khối pin này em đang cân thực tế ở đây là 28,5 cân mọi người nhé. Là đã đóng hoàn thiện như thế này. Bộ này thì khách có đóng mạch Bluetooth này. Đây em chia sẻ mọi người cái mạch này. Mạch Bluetooth này sẽ đóng cho pin từ 4S đến 8S và dòng sản tối đa là 200A. Đây, mạch của Zika mạch bluetooth thì nó sẽ đắt hơn đắt hơn so với mạch thường mạch thường thì em đóng mạch của Zabeda bộ này là đóng mạch thường mọi người này đây mạch Zabeda mạch Zabeda 100 a thôi thực tế đối với khối pin 280 h thì chúng ta ở khống chế nạp xả khoảng tầm 60 a là phù hợp nhé tất nhiên thì tức thời chúng ta vẫn có thể xả lên 100 a hoặc là 120 a nhưng mà chỉ nên nạp xả khoảng tầm 60 a cho dung lượng 280 h này đây là một khối pin đóng hoàn thiện này Vỏ bên em đặt nhà máy chuyên làm những cái vỏ tủ kiểu như thế này Ví dụ như khối kia là đóng 16 cell cũng đang làm vỏ như vậy Em có về thêm cell 100Ah của higer nữa này Hôm sau sẽ chia sẻ với mọi người Còn video này chia sẻ về khối pin 280Ah và những cái cell 280 này Đây là những cái cell của nó này Cell mới 100% mọi người nhé Đây, đóng hoàn thiện thì 4 cell sẽ vào trong này Đây có một cái khoang chứa mạch Như bộ này là đóng mạch thường nhé Mạch 4S100A của Zabaida này thì tổng chi phí cho bộ này khách đã chọn gói bảo hành một tháng là 6 triệu 900 là bên em đóng hoàn thiện như thế này có quay sách này vỏ thùng này cọc đầu ra dương âm rõ ràng này rồi mạch ở bên trong và khách hàng về chỉ việc sử dụng gói này gói bảo hành một tháng còn nếu anh em chọn gói bảo hành 6 tháng mà đóng hoàn thiện như thế này giá là 7 triệu 2 và chọn gói bảo hành 12 tháng thì sẽ có giá là 7 triệu 8 nhé Còn bộ này thì khách lại yêu cầu đóng mạch Bluetooth mạch 200A Mạch này sẽ cao hơn giá của mạch này lên tới 1 triệu, 1 triệu so với một mạch. Cái mạch này khá là đắt, 200A. Tương lai thì có thể em sẽ nhập cái mạch 4S này có Bluetooth nhưng mà chỉ dòng 100A thôi thì giá thành nó sẽ giảm xuống còn cái này dòng lên tới 200A rồi. Mạch này giá thành tương đối cao. Thì với cái mạch Bluetooth này thì chúng ta có thể theo dõi ở trên cái app kết nối qua điện thoại này. Đây nó có cái app Bluetooth này. Chúng ta kết nối vào nhé nó sẽ lên cái điện áp hiện tại em đã kết nối rồi nó sẽ có cái nút nhấn mở mạch ở đây này đó chúng ta mở lên thì nó sẽ có cái đèn nền màu đỏ sáng lên như này khi mà tắt đi thì nó sẽ không có đèn hiện tại điện áp tất cả khối pin đang là 13,22V và dung lượng tổng nhé, đã đặt là 280Ah thì hiện tại nó còn 263,4Ah tương ứng với 94% đây điện áp uh, trung bình cell là 3,304V nó báo 4 cell này. Nếu chúng ta lắp 16 cell thì cần mạch 16S nhé. Ở đây mạch này nó chỉ giới hạn đến 8 cell. 4 đến 8S thì cell thứ 5 đến thứ 8 là không có lắp này. Nếu lắp hệ 24V thì mới lắp 8 cell. Còn ở đây chỉ có 4 cell cho hệ 24V. Thì hiện tại điện áp đang rất là đều. Mỗi cell là 3,304V. Có nghĩa là cái điện áp tĩnh nó sẽ đều trong cái khoảng 3,2 đến 3,3V. Còn nếu mà chúng ta nạp lên lớn hơn, thường là lớn hơn 33 v thì nó sẽ có độ lệch cell nhất định. Khi đó thì cái mạch cân bằng chủ động nó mới làm việc Và chúng ta xả một chút thì nó lại về cân bằng ngay thôi Với cả là nếu xả xuống dưới 3,1V thì sẽ cảm giác nó sẽ có độ lệch xeo nhé Còn thực tế cái nó sẽ cân bằng ở cái ngưỡng từ 3,2 đến 3,3V Là chúng ta sẽ thấy 80% của pin lipo bốn 4 nó sẽ nằm trong cái khoảng đó Và chúng ta xả sẽ được rất là lâu Còn xả về dưới 3,2V sẽ rất là nhanh và nạp khi mà có một cell lên đến 3,4V rồi thì nó cũng cảm giác rất là nhanh đầy Mặc dù đến áp đầy của nó là 3,65V uh, đó là một số cái chia sẻ với mọi người như vậy. Đây là cái màn hình chính của giao diện mạch Bluetooth. Còn mạch thường thì chúng ta không có cái này, chỉ việc sử dụng thôi. Nó sẽ có hai cọc đầu ra này, dương và âm này. Đây có hai quay sách nhé. Khối pin 12V 280Ah hoàn thiện như thế này. Có trọng lượng là 28,5kg. Em sẽ đo ước lượng cái chiều dài của nó này. Khoảng tầm thôi mọi người nhé. Nó khoảng tầm 42cm. Một găng tay như thế này chúng ta khoảng tầm 20 đi hơn hai găng tay một chút khoảng tầm 42 tính cả cọc đầu ra khoảng tầm 43 chiều này là khoảng tầm 25 25 đấy, chiều cao đây bản thân cái cell nó đã cao 20 rồi với cả thêm cái khoảng cách nữa thì nó sẽ vào khoảng tầm 25 rồi cái chiều rộng này thì 20 gần 20 nhá đây có cái thước 3 chiều áng chừng như vậy đây là từng cái cell của nó này cell 280 AH chúng ta cần đóng 12V thì sẽ cần 4 cell như thế này mỗi cell điện áp danh định là 3,2V nếu mà chúng ta mua về tự đóng nhé Thì cái sale này giá là 1 triệu ba rồi Em đã tính chi phí cho mọi người nếu mà để tự đóng ấy, Thì tất cả tính cả vỏ thùng, quay sách và cọc đầu ra luôn nhé Thì nó đã vào 6 triệu 700 rồi Riêng bốn cái sale này thì chỉ có 5 triệu hai thôi Thêm cái mạch rưỡi Với cả vỏ thùng, cầu ốc các thứ nữa Nó sẽ vào là tầm 6 triệu 7 thì mà chúng ta tự đóng thì sẽ không được bảo hành và không có tặng kèm dây nguồn còn bên em bán ra thì tặng kèm dây nguồn cho khách hàng này à, có các mức bảo hành là một tháng 6 tháng và 12 tháng thì nếu mà bảo hành 6 tháng thì sẽ là 7 ,2 triệu 2 còn nếu mà bảo hành một năm thì sẽ là 7 ,8 triệu 8 Còn nếu chúng ta lấy gói bảo hành thấp nhất là bảo hành một tháng Thì giá chỉ có 6 ,9 triệu 9 Cho cái khối pin hoàn thiện như thế này Với cái mạch thường Mạch Zabeda 100A Zabeda là bên em đóng rất là lâu rồi Bên em đánh giá cao hơn cả cái mạch Dali đấy Đóng bộ này thường sử dụng mạch 4S100A này Nó cũng rất là bền à, Từ những năm 2018 bên em đã đóng những khối pin lưu trữ LiPo 4 Mà sử dụng mạch Zabeda rất là ổn định Là mạch không có kết nối Bluetooth nhé Còn nếu mà chúng ta cần à, theo dõi qua điện thoại Thì có cái mạch này Mạch này đóng chung cho cả 4S và 8S này Còn mạch 16S thì bên em có cái mạch riêng 120A loại này Đây 120A thì nó đóng từ uh, 8S đến 20S đây 16S thì những bộ chạy cho hybrid thì bên em sẽ đóng những cái mạch này Còn hiện tại thì cái mạch 4S thì chỉ có cái mạch 200A này thôi 200A Đây Dùng chung cho cả 4S và 8S này Mọi người mà cần cái bảng báo giá chi tiết nhất ấy, Tùy từng thời điểm nữa nhé Có thời điểm mình nhập sale đắt Sale cao ấy, giá cao hơn ấy, Thì bắt buộc phải bán ra cao Còn có những thời điểm mình nhập sale được giá rẻ Thì sẽ bán cho mọi người giá thấp hơn Nên là mọi người cứ cập nhật qua Zalo Còn báo giá này chỉ mang mang tính tượng trưng trong cái thời điểm em đăng cái video này lên thôi. Còn một số thời điểm nó có thể thay đổi thì chúng ta cần nhắn trước qua Zalo để cập nhật. Tránh trường hợp mà mọi người cứ hỏi báo giá thời điểm này nhưng thời điểm sau nó lại khác mất rồi. Đó là lưu ý một số cái vấn đề như vậy. À, nhắn Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123. Bên em sẽ cập nhật chi tiết cho mọi người nhé. Còn đây là một bộ hoàn chỉnh. Sắp tới mà những cái xeo 100 h bên em làm ấy, thì cũng sẽ đóng sẽ đóng cái vỏ sắt như thế này Tất nhiên thì bộ 100AH thì xeo nó nhẹ hơn thì có thể làm cái vỏ không cần dày như thế này Vỏ này là bên em làm dày sắt 1 ly 2 đấy Cộng với cả sơn nữa là nó vào tầm khoảng ly rưỡi Thì nó rất là cứng cáp và chắc chắn thì Chúng ta yên tâm sử dụng Có lỗ tản nhiệt các thứ đây Những cái mạch nhỏ này thực tế không cần lỗ tản nhiệt này Mạch lớn mà tải lớn thì cần thêm thôi Chứ mạch nhỏ cũng không cần Đây là xeo 280AH nhé đây là những cái thùng xeo 100 ah nữa mọi người này Em tranh thủ trong cái video này thì chia sẻ luôn với mọi người Một thùng này có 8 xeo nhé Higer 28, a à 100 ah nữa Đây em quay sang bên này cho mọi người xem Đã mở một thùng đây rồi này. đây Một thùng này người ta đóng 8 xeo Cũng tương đối đẹp đấy 100 ah nhé 100 ah thì vừa mới về nên em chưa cập nhật giá Có thể sẽ có một cái video sau Chia sẻ với mọi người cái phần báo giá chi tiết về tất cả các cái xeo bên em đang có như thế này đây 100 AH Sắp tới em sẽ làm video khác nhé Còn hôm nay là cái phần báo giá về cái bộ 12V 280H như thế này Có báo giá cả xeo lẻ 1 triệu 3, 3 này Rồi uh, cái khối đóng sẵn này là có giá là 6 triệu 9, 9 là bảo hành 1 tháng này 7 triệu 2 là bảo hành uh, 6 tháng Và giá 7 triệu 8, 8 là bảo hành 12 tháng Còn nếu mà chúng ta lắp mạch Bluetooth như thế này Thì thêm 1 triệu nữa nhé Tranh lệch tiền uh, mạch là 1 triệu thực tế thì những khối 12V có thể lắp mạch thường này cũng ok rồi tất nhiên thì khách hàng nào cần sự cao cấp xem uh, xem qua điện thoại thì có thể đổi qua cái mạch này đó bây giờ bên em sẽ đóng gói hai cái bộ này cộng cả dây nguồn nữa gửi cho khách hàng rồi video này em xin tạm dừng tại đây nhé anh em cần đóng pin 12, 24 hay là 48V thì có thể liên hệ bên em qua số zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123 chân thành cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo